vàng và dầu của Nga đi khắp thế giới. Mặc cả thế giới quay lưng, những ông thần tài này đang đưa vàng Nga tung tăng khắp thế giới. Reuters dẫn số liệu chính thức cho thấy có 3 quốc gia đang tích cực mua vàng của Nga với mức giá chiết khấu. Một số chuyên gia cho rằng kim loại này sẽ được nung chảy và đúc lại để đưa đến Mỹ, EU. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã trở thành trung tâm thương mại quan trọng đối với vàng của Nga kể từ khi phương Tây thực hiện các lệnh trừng phạt gây xáo trộn cho con đường xuất khẩu truyền thống của nước này. Theo hồ sơ của cơ quan hải quan Nga, với thông tin chi tiết về gần 1.000 lô hàng vàng hàng năm cho thấy, quốc gia vùng vịnh đã nhập khẩu 75,5 tấn vàng Nga trị giá 4,3 tỷ đô la, tăng từ mức chỉ 1,3 tấn trong năm 2021. Trong khi đó, Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ là những trung tâm thương mại lớn tiếp theo. Mỗi quốc gia nhập khẩu khoảng 20 tấn trong khoảng thời gian từ ngày 24 tháng 2 năm 2022 đến ngày 3 tháng 3 năm 2023. Cùng các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, ba nước này đã mua 99,8% lượng vàng xuất khẩu của Nga trong giai đoạn này. Trung tâm giao dịch vàng mới. Trong những ngày sau khi mâu thuẫn với Ukraine nổ ra, nhiều ngân hàng đa quốc gia, nhà cung cấp dịch vụ logistics và nhà tinh chế kim loại đã ngừng tiếp nhận vàng của Nga. Kim loại quý thường được chuyển đến London, trung tâm lưu trữ và giao dịch vàng. Hiệp hội thị trường vàng bạc London đã ngừng nhập vàng sản xuất tại Nga từ ngày 7 tháng 3 năm 2022 đến cuối tháng 8. Anh, EU, Thụy Sĩ, Mỹ, Canada và Nhật Bản đều cấm hoạt động nhập khẩu vàng thỏi của Nga. Trong khi đó, việc vàng Nga không được đưa đến London không phải là đòn giáng mạnh đối với trung tâm này, vì thực chất họ không phụ thuộc vào Nga. Ví dụ năm 2021, vàng Nga chiếm 29% lượng nhập khẩu của London, nhưng năm 2018, tỷ lệ chỉ là 2%. Tuy nhiên, số liệu xuất khẩu lại cho thấy các nhà sản xuất vàng Nga đã nhanh chóng tìm thấy thị trường mới ở các quốc gia chưa áp lệnh trừng phạt với Moscow như các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc. Louis McCall, chuyên gia tìm nguồn cung ứng vàng tại OECD cho biết, rất có thể vàng của Nga sẽ được nấu chảy và đúc lại, sau đó tìm đường quay trở lại thị trường Mỹ và EU. Trong khi đó, Ủy ban vàng thỏi của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cho biết, họ hoạt động với các quy trình rõ ràng và không giao thương hàng hóa bất hợp pháp, rửa tiền và với các thực thể bị trừng phạt. Cơ quan này cho hay, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất sẽ tiếp tục giao thương với sự cởi mở và trung thực với các nước trên thế giới, tuân thủ quy tắc hiện hành của Liên Hiệp Quốc đặt ra. Trước động thái đó, Washington đã cảnh báo các nước, bao gồm các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Thổ Nhĩ Kỳ, có thể không được tiếp cận thị trường G7 nếu tiếp tục giao thương với các thực thể chịu lệnh trừng phạt của Mỹ. Song, theo Reuters, hai quốc gia này không vi phạm lệnh trừng phạt nào của Mỹ. Các lô hàng trong dữ liệu của hải quan cho thấy, khối lượng xuất khẩu vàng của Nga đạt 116,3 tấn từ ngày 24 tháng 2 năm 2022 đến ngày 3 tháng 3 năm 2023. Dù hãng tư vấn Metal Focus ước tính rằng Nga đã sản xuất 325 tấn vàng vào năm 2022. Theo Reuters, phần còn lại của số vàng được sản xuất ở Nga có thể đã ở lại trong nước hoặc được xuất khẩu qua các giao dịch không được ghi nhận trong hồ sơ của hải quan. Trong khi đó, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất từ lâu đã nổi tiếng với ngành công nghiệp vàng phát triển mạnh mẽ. Dữ liệu thương mại cho thấy, nước này đã nhập khẩu trung bình khoảng 750 tấn vàng nguyên chất mỗi năm từ năm 2016 đến năm 2021. Điều này có nghĩa là các lô hàng được liệt kê trong hồ sơ của Nga chỉ chiếm khoảng 10% lượng nhập khẩu của nước này. Vàng có giá chiết khấu. Giám đốc một hãng vận chuyển lượng lớn vàng của Nga đến các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất tiết lộ với Reuters rằng các doanh nghiệp Nga đã bán vàng ở mức giá chiết khấu khoảng 1% so với giá tham chiếu toàn cầu. Người này cho biết, phần lớn số vàng công ty ông vận chuyển đến các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đều đến các nhà máy tinh chế, nơi vàng sẽ được nấu chảy và đúc lại. Ở nhiều trường hợp, hồ sơ hải quan chỉ liệt kê người gửi hàng hoặc bên mua trung gian tham gia vào giao dịch, chứ không có người mua cuối cùng. Hồ sơ cho thấy, công ty xử lý vàng lớn nhất của Nga xuất khẩu vàng sang Termit Luxury Middle East, một công ty con ở Dubai của công ty Logistics Termit Luxury của Pháp. Họ mua 15,6 tấn vàng trị giá 863 triệu đô la,
từ tháng 4 năm 2022 đến ngày 3 tháng 3 năm 2023. Procahoney, trưởng bộ phận kiểm soát tuân thủ của Tennis Luxury Group cho biết, công ty hoàn toàn tuân thủ luật pháp và quy định của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất về kinh doanh giao nhận vận tải. Tan Abarak, luật sư về các lệnh trừng phạt tại Rizmit ở London cho biết, các biện pháp trừng phạt của châu Âu thường không áp dụng với các công ty con ở nước ngoài. Do đó, các công ty châu Âu có công ty con liên quan đến việc vận chuyển vàng Nga đến các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Thổ Nhĩ Kỳ hay Hồng Kông không vi phạm các quy định. Ngoài ra, công ty nhập khẩu vàng Nga nhiều thứ hai tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất có liên quan đến các lô hàng 14,6 tấn trị giá 820 triệu đô la là công ty Logistics Transga, là một nhánh của Emirates Group, tập đoàn kinh doanh từ hàng không cho đến khách sạn thuộc sở hữu của Quỹ Đầu tư Quốc gia. Emirates cho biết họ không mua bất kỳ loại vàng nào của Nga và tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành. Các lô hàng vàng Nga vận chuyển cho Trung Quốc đều có đích đến là Hồng Kông. Tại thành phố này, hầu hết các lô vàng Nga được xử lý bởi V-Power Finance Security Hồng Kông, một công ty logistics của Trung Quốk. Công ty này nhập khẩu 20,5 tấn vàng trị giá 1,2 tỷ đô la từ tháng 5 năm 2022 đến ngày 3 tháng 3 năm 2023. Nhờ cấm vận dầu mà Nga chiếm lĩnh thị trường quan trọng, đe dọa nước xuất khẩu dầu mỏ số 1 trên thế giới. Những gì Nga đang làm là xuất khẩu dầu sang châu Á và khiến Saudi không còn được hưởng mức giá cao trên thị trường này như trước. Chuyên gia Paul Sankey nhận định, dòng chảy dầu Nga xuất khẩu sang các thị trường châu Á thực sự là một mối đe dọa lớn đối với Saudi Arabia, nước đang chứng kiến những lợi thế về giá bị bào mòn đáng kể. Đó là nhận định mới được Paul Sankey, một chuyên gia phân tích kỳ cựu trong ngành, đưa ra. Chuyên gia này cũng bác bỏ lập luận của phía Saudi Arabia rằng các bên bán khống đang gây sức ép lên giá dầu. Về ngắn hạn, có thể đổ lỗi cho những tay đầu cơ đang thao túng trên thị trường. Nhưng vấn đề mấu chốt vẫn nằm ở cân bằng cung và cầu, Sankey phát biểu trên Bloomberg TV. Hôm ngày 23 tháng 5, Bộ trưởng Năng lượng Saudi Abdulaziz bin Salman cảnh báo các nhà bán khống nên thận trọng nếu không muốn bị thiệt hại về kinh tế. Vài ngày tới, OPEC cộng sẽ nhóm họp và có thể đưa ra quyết định về sản lượng. Lời cảnh báo của ông Bin Salman đã giúp giá dầu tăng. Tuy nhiên, theo Sankey, Saudi Arabia nên tập trung vào Nga thay vì những người bán khống. Thực sự vấn đề nằm ở chỗ liệu Saudi có động thái như thế nào đối với Nga, bởi vì những gì Nga đang làm là xuất khẩu dầu sang châu Á và khiến Saudi không còn được hưởng mức giá cao trên thị trường này như trước đây. Câu chuyện về thị phần và mức độ cạnh tranh giữa Nga và Saudi có ý nghĩa lớn hơn nhiều so với suy nghĩ của mọi người, ông nói. Trong khi Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thái tử Mohammed bin Salman có mối quan hệ rất tốt, không chắc các bộ trưởng dầu mỏ của hai nước cũng có mối quan hệ tương tự. Và nguy cơ xảy ra căng thẳng giữa hai ông lớn dầu mỏ vốn đang hợp tác rất chặt chẽ với nhau về sản lượng trong những năm gần đây, chắc chắn sẽ tác động lớn đến thị trường. Dòng chảy dầu mỏ của Nga chuyển hướng sau khi nước này phải tìm ra những thị trường xuất khẩu thay thế cho thị trường châu Âu đã bị cấm vận. Dù bị cấm vận, Nga vẫn xuất khẩu được nhiều dầu hơn so với trước khi xung đột Ukraine nổ ra. Trong đó, Trung Quốc và Ấn Độ tiêu thụ tới gần 90% lượng dầu mà Nga xuất đi. Nga cũng không có ý định giảm bớt sự phụ thuộc vào châu Á. Cách đây ít ngày, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak tuyên bố Moscow có thể đáp ứng 40% nhu cầu năng lượng của Bắc Kinh.